thịt bò, thịt bò đây thì chúng ta có thể thái ra chúng ta nhúng, có thể chúng ta dùng bò thăn hoặc bắp bò ngoài chúng ta nhúng. Nhưng hôm nay cháu dùng bò thăn để nó quật với nấm kim châm, cháu dùng bò thăn để nó quật với nấm kim châm, chúng ta phá cách cho nó đẹp ha. Còn cái cà chua này chúng ta sẽ làm cái sốt, để thay vì chúng ta sử dụng tương ớt thì cháu sẽ sử dụng cà chua này, cháu xào lên để làm sốt lấy màu, tạo vị chua cho cái nồi nước lòng. Thì cái xương ở đây thì chúng ta sẽ mua về, chúng ta sẽ đặt một nồi nước lên, chúng ta đun sôi cho xương vào trụng khoảng 10 phút, sau đó chúng ta đem xả dưới cái vòi nước cho nó sạch hết những cái bọt bẩn tạp chất đi. Alo, dạ, chúng ta sẽ xả dưới vòi nước, chúng ta xả trực tiếp dưới vòi nước khoảng 5 phút, và cho nó hết cái tạp chất đi, sau đó chúng ta sẽ cho vào nồi chúng ta dùng ha. Cái công thức của cháu là 5 lít nước. 5 lít nước thì cháu sẽ sử dụng khoảng 2 kg xương ống. Rồi, cái xương này cháu đã xử lý sạch sẽ rồi nha cô. 7 kg nước là cái nắp mình cháu nói cô này. 7 kg nước là chúng ta đun từ lúc ban đầu chúng ta chắc lại lấy 5 lít thôi cô. Dạ đúng rồi ạ. Chứ không, ta đổ 5 lít chúng ta đun sau khoảng 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ nó chỉ còn khoảng 2 lít dưới 3 lít 4 lít thì chúng ta lại châm thêm nước lạnh, lúc đó nó không có ngon ạ. Cái nước lèo thì chúng ta lấy nước lèo là chúng ta phải nấu dư, ví dụ chúng ta cần 5 lít chúng ta nấu khoảng 7 lít thì khi đó nó sắt lại là vừa. Dạ. Dạ. Rồi thì nồi nước xương ta sẽ bỏ qua đây, bây giờ ta sẽ thảo cái sốt. Sốt đậu trước, sau đó chúng ta sẽ làm sa tế sau. Cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê, thìa cà phê muối. Thìa cà phê muối này nó sẽ làm cho cà chua nhanh nhừ và nó lên được khoảng bột nhiều. Một thìa cà phê ạ. Vừa cầm, đang xào nóng vừa cầm. Dạ. Để cà phê muối đó nó sẽ làm cho cái cà chua nó nhanh nhừ. Lấy phần gốc thôi nha con, còn cái phần ngọn xả đó nó sơ, nó chát nên là không có lấy. Dạ, cô thái nhuyễn nha, cô bằm sơ đã, nếu mà cô để to vào máy xay nó sẽ ra cái sơ không. À, chúng ta phải bằm cho nó nhuyễn nhuyễn nha một chút, xong xào lên rồi tí nữa lại. Dạ đúng rồi, cô bỏ vào máy cô xay nó ra sơ á. Chúng ta bằm cho nó nhuyễn nhuyễn ra chút, tí xào lên xong đằng nào tí cũng phải xay sau. Khi xào lên xong chúng ta xay cùng đầu tôm nữa. Nếu cô không muốn xào cà chua thì cô có thể dùng cái thân cải của hẹn. Giờ ta sẽ đi xào sa tế. Cô thế khoảng 60g, 120g xương cà. Vâng. Dạ, cái ketchup là cái tương cà ăn liền, còn cái tương cà tomato paste của Hen ở trong cái hũ màu hũ sành 2,5 cân. Dạ, ketchup là cái cà chua ăn liền thôi, còn tương cà nó là sốt cà chua nó khác. Cho vào đây 120ml dầu ăn. Đun cho nóng dầu đi. Đun
xào cho thật, xào rồi xào thật thơm lên đã, xào thật thơm chúng ta mới cho ớt nha. Khi cô xào cái sa tế này này, cái sa tế cái lượng hành, lượng tỏi với lại lượng sả đó nó hút dầu rất là nhiều. Khi cô cảm thấy nó hơi khô thì cho thêm một chút dầu, không ảnh hưởng gì cô nhé. Chứ đừng có để nó khô quá thì tí chúng ta không có xay được mà nó bị cháy hết. Sa tế thì nó có vị cay nhiều nên nó sẽ sử dụng lượng ớt nó gần tương đương với lượng hành, lượng tỏi. Chúng ta sẽ cho vào đây 150ml dầu nhiều nữa. Nếu có thời gian cô, dạ đúng rồi cô, nếu có thời gian cô cái sa tế này cô xào thôi, cô để cho nó nguội một chút xíu rồi xay cũng được nha cô. Dạ. Lúc này chúng ta xào nhỏ lửa thôi nha cô. Lớn lửa quá sẽ bị cháy hết. Chúng ta xào mức lửa thấp nhất. Dạ. Xanh 100g. Chúng ta cắt dài khoảng 5cm để cho vừa ăn, đừng cắt dài quá.
bông súng, cái này là rau bông súng cô, nếu bên nó có thì chúng ta sử dụng, không có thì thay bằng cái rau khác cũng được. Sao? Có đây sẽ chẻ đôi. Gram bắp chuối vào ta để giữa cũng hoa chuối nha con. Đấy là về phần rau, đây là về phần nhân. Đây nó sẽ có thịt bò cắt ra để cuộn nấm. Xào sa tế chúng ta tráng vào trong nồi nước lẩu này để lấy màu. Tay thì chúng ta đem đi rửa, trước khi rửa chúng ta tráng vào đây. Khi nó
là bát nó sẽ hạn chế được cái vị đắng, là tinh giò nó chảy nước cốt chanh. Cái tác dụng thứ hai đó là quả chanh nó sẽ nhụm mềm ra, chúng ta bát nó được nhiều nước hơn. Đường cát trắng 35g. Đúng cái phần sa tế này cô. Chúng ta có thể để riêng bên ngoài, chúng ta phục vụ luôn ở trên bàn. Nếu chúng ta muốn ăn cay nhiều chúng ta cho, còn nếu chúng ta muốn nấu một nồi chúng ta cho thẳng. Được, có hai phương án nhé. Cái phương án thứ nhất là chúng ta cho trực tiếp vào trong cái nồi này. Khoảng 100g sa tế chúng ta cho trực tiếp vào trong cái nồi này. 5 lít nước này. Khi chúng ta trúng rau, thì rau nó sẽ bị cái nồi cay. Nên nó lúc đầu chúng ta ăn thì chúng ta cảm thấy cay, thì càng ăn chúng ta cảm thấy nó cay, bởi vì cái rau nó cũng cái cay của sa tế. Đây thì cháu sẽ cho bút. Khoảng 15g cần tàu, cắt 2-3 phân, 20g hành lá lấy cả gốc, rửa trái cà chua ra mổ mũi cau, khoảng 3 cái lá chanh. 3 lá chanh nó xé bỏ cuống đi thôi nhé. Hai cuống. Nó rơi vào khoảng 700g bún cho 10 người ăn thôi. Cái phần tinh bột này thì chúng ta tùy, chúng ta ăn, gia đình chúng ta ăn nhiều chúng ta sẽ có thể mua nhiều, nhưng tưởng tượng 700g bún là nó sẽ tương đương là phù hợp với lại 10 người ăn và đủ với lượng nước. Ta sẽ có 120ml nước mắm. Nước mắm 40 độ đạm cô nhé. Tắt bếp 120ml. Rồi, chúng ta sẽ cho màu sắc đỏ tươi, thơm của mùi dừa, xả cay nhẹ của ớt và sa tế. Sa tế là chúng ta tự làm sa tế tôm ha.
chúng ta tuyệt đối không có sử dụng phẩm màu trong cái nồi nước lọc này. Đây là toàn bộ từ nguyên vật liệu, từ rau củ quả làm ra. Cô cứ nấu y như vậy đó. Dạ. Cái công thức này cô cứ nấu y như vậy đó, 5 lít nước và cái lượng định lượng gia vị như vậy, và nước cốt chanh như vậy, nước mắm như vậy đó, là cô sẽ được một nồi nước lọc hoàn chỉnh. Còn cái phần nhân cháu không có nói ha. Phần nhân và rau thì tùy ý, chúng ta có thể ăn thịt bò không cũng được, không cần hải sản. Nhưng quan trọng là cái nồi nước lèo này cô. Dạ, cái nồi nước lèo này cô cứ hầm xương đủ thời gian, xong bắt đầu là cô xào các cái nguyên liệu làm sa tế và sốt lỏng như vậy đó. Xong rồi cô sẽ nêm nếm giống như vậy. Dạ. Rồi cô sẽ nêm nếm như vậy thì cô sẽ được một nồi nước lọc hoàn chỉnh. Dạ, đối với xương ống heo thì chúng ta sẽ hầm 7 tiếng. Còn đây là chúng ta sẽ cắt bớt, đây là cắt bớt công đoạn hầm. Tại vì hầm 7 tiếng thì ví dụ 1 lít, 1 ký xương thì chúng ta sẽ hầm được 7 lít nước. Nhưng đây chúng ta không có thời gian thì cháu sẽ phải hầm 2 ký để lấy lại hầm với 7 lít nước. Nhân xương lên. Dạ. Có thời gian chúng ta sẽ hầm 7 tiếng là cái xương ống heo nó sẽ ra hết nước lèo. Còn nếu không có thời gian hầm xương ống heo thì chúng ta sẽ sử dụng xương gà hầm trong vòng 2 tiếng thôi là được rồi. Đủ gì? Mà quả không? 2 tiếng thôi cô. Dạ vào. Thì nếu có thời gian và điều kiện chúng ta làm tôm tươi nó sẽ ngon. Chứ tôm tươi thì cô xử lý kỹ, xạ rang cho nó khô lên, sau đó chúng ta xào, xay ra rồi xào kỹ thì nó sẽ để lâu.